một nam ca sĩ đẹp trai hát hay nhưng mỏ hổn đụng là chạm ca sĩ mỏ hổn nhất sau biết gọi tên đu phước thịnh nam ca sĩ liên tiếp có những động thái gây tranh cãi khiến fan hâm mộ thất vọng những bàn gáp trả tay đôi với anti fan tâm thì tịnh á mà tính thì hơi ngang ca khịa cực gắt khi ừ, ông nói cái nó tưởng là mày thằng ca sĩ ngôi sao đồ này kia bắt buộc là phải nghe tụi tao nói anh ơi giọng em dở thì có cách nào hay không anh đừng hát nữa em hình tượng của đu phước thịnh đang xấu đi trong mắt khán giả ca khịa với nhạc sĩ đỗ hiếu Mới đây, Đỗ Hiếu gây xôn xao khi tuyên bố công khai loạt hit của Nu Phước Thịnh đã hết hạn độc quyền. Cụ thể dòng trạng thái của nhạc sĩ Đỗ Hiếu cho biết, hiện tại các ca khúc do Đỗ Hiếu sáng tác được trình bày bởi ca sĩ Nu Phước Thịnh đã hết hạn độc quyền 2 năm kể từ ngày phát hành. Nam nhạc sĩ liệt kê loạt ca khúc đình đám được anh sáng tác cho Nu Phước Thịnh trong gần 10 năm qua như mãi mãi bên nhau, gạt đi nước mắt, câu I love you, như phút ban đầu, tổng cộng 8 ca khúc. Thông báo của Đỗ Hiếu đã khiến cộng đồng fan Nu Phước Thịnh và khán giả yêu nhạc đặc biệt chú ý việc Đỗ Hiếu bỗng dưng đăng tải bài đăng công khai làm giấy lên nhiều đồn đoán hai bên cạch mặt. Về phía Nưu Phước Thịnh, khán giả cũng lo ngại nếu không được biểu diễn loạt ca khúc kể trên sẽ khó khăn cho công việc của anh trong tương lai. Giữa lúc tâm điểm đang đổ dồn vào hai nhân vật chính, Nưu Phước Thịnh có động thái mạng xã hội đáng chú ý. Anh chàng đăng story hình một chú mèo mặt cao có, đi kèm câu mô tả đầy nhạy cảm hết tiền mua thuốc đi nên làm khùng làm điên. Động thái này khiến cộng đồng fan xôn sục, đồng đoán mối quan hệ của Ngu Phước Thịnh, đổ hiếu cơm không lành canh không ngọt lại càng lên đến đỉnh điểm. Đáp lại Ngu Phước Thịnh. Đỗ Hiếu bỗng dưng cảm ơn sự chuyên nghiệp của người chị thân thiết Đồng Nhi. Đáng nói, Đồng Nhi và Nu Phước Thịnh là bạn thân nên việc Đỗ Hiếu đang đàn trái ngược về cả hai khiến cộng đồng mạng càng thêm phần quan tâm. Những màn đối đáp đụng lại chạm. Vừa qua, khi Nu Phước Thịnh có bài đăng trên trang cá nhân khoe ảnh selfie điển trai trong chiếc sơ mi trắng lịch lãm, mọi chuyện sẽ không trở nên xôn xao nếu như không có một netizen kém duyên xuất hiện. Bên dưới bài đăng, một tài khoản mạng xã hội đã để lại bình luận mỉa mai chuyện giới tính của Nu Phước Thịnh. Ngay lập tức, nam ca sĩ trả lời thẳng vào bình luận của netizen kém duyên rằng việc vô tư miệt thị người khác sẽ có hậu quả không tốt đẹp. Không những vậy, Đu Phước Thịnh còn vào trang cá nhân và biết người này buôn bán online. Thế nên, nam ca sĩ đưa ra lời cảnh cáo đừng vì vài phút vạ miệng mà tự đạp chén cơm của chính mình. Ngay sau đó, nam ca sĩ đã lên tiếng xin lỗi để khán giả đọc được bình luận không hay. Nam ca sĩ chia sẻ cuộc sống chưa bao giờ dễ dàng, bản thân anh nhiều lần bị cười cợt, công kích. Đây không phải lần đầu Đu Phước Thịnh gặp phải những bình luận tiêu cực từ người lạ và mỗi lần như vậy nam ca sĩ đều đáp trả sâu cây khiến đối phương phải tắt điện nhiều cư dân mạng tỏ ý bên vực hành động của nuôi phước thịnh tuy nhiên một vài ý kiến cho rằng nam ca sĩ không cần phải để tâm và đôi co với netizen kém duyên hoặc anh có thể lựa chọn cách phản ứng văn minh để giữ hình ảnh bản thân các buổi livestream bất ổn vốn được biết đến là nam ca sĩ sở hữu vẻ ngoài điển trai lịch lãm thế nhưng thời gian qua nuôi phước thịnh khiến các fan hâm mộ vô cùng bất ngờ với chiếc mỏ hỗn của mình khi livestream trên trang cá nhân vốn có tính cách thẳng thắn nên nam ca sĩ liên tục có màn đối đáp với cả fan lẫn anti an khiến cư dân mạng dở khóc dở cười. Nam ca sĩ không ngần ngại đọc tất cả bình luận của fan về mình và đáp trả trực tiếp trên livestream. Thậm chí anh chàng còn thừa nhận bản thân có chiếc mỏ hổn nên ít tham gia game show. Bên dưới phần bình luận không ít fan đã bày tỏ ý kiến về những màn livestream có phần không ổn lắm của nam ca sĩ. Có ý kiến cho rằng việc nuôi phước thịnh quá thoải mái sẽ ảnh hưởng đến hình tượng, nhưng cũng có nhiều ý kiến thích tính cách thật của anh chàng.